Dẫn hôm nay dẫn hai bạn đi chợ trời, đi dạo chợ trời coi đồ người ta bán nha. Camera hả? Nhà mình cũng có mấy cái đó đó con. Không nó đẹp mà đẹp á, nhưng mà nó cần những cái gì thì mua trồng để băng tự lên. Ở nhà mình có con cái Canon đó. Đó Canon dùng cái film. Biết rồi, ở nhà mình có con cái. Phá hư cùng ta bây giờ. Đi con, về mày lấy cái Canon để cho con mượn đi chơi. Cái Canon của gì con? Cái mấy cái mannequin để quần áo vô chụp hình á, để cho mấy cái tiệm bán quần áo á. Vớ là 5 đồng đôi, mới bố mẹ mới mua cho con nguyên một một dây. Để giãn tĩnh mạch á. Để tránh giãn tĩnh mạch á. Thì có những người họ mang vớ lâu hoặc đứng lâu quá con. Oh, look, fish tacos. Maybe come ăn cái thớt, không, maybe come ăn cái thớt. Maybe fish tacos. Fish tacos. Oh, Jenga, look. Mọc nấm mà con ơi. Máy hút bụi nè. Cái đồ này một đồng cái nè. Ơi no more. Bên này bán bánh kẹo của người Mỹ. Con coi thôi chứ đừng có đụng nha cây lờ. Đồ đẹp quá ha. 175 years old. It's an artifact. Đây đồ cổ không à. Bên này đáng đồ cổ. Bóp bẹp 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 vậy đó hả? Này là mấy cái đồ nịt bụng, nịt lưng, đau lưng. Vì đau lưng, đau khớp, dùng. Này là mấy cái đĩa, đĩa nhạc than. Ở nhà em chưa đủ ổn hay sao em mua thêm hai con heo đó nữa vậy em? Vậy vậy chứ. Hoa giả nhưng mà cái bình nó đẹp. Chú sưu tầm mấy đồ lính kìa kìa là.
hoa, cây giống nè, cây hoa. Là chư đô là ngàn hai đồng một đồng một đồng. Có sách thì đi lên vô coi có sách đi con. Chị bán hoa này, khẩu trang ở đây bán sách. Em tìm sách gì rồi? Cuốn ơi. Có chưa? Chưa, chưa có. Chưa có cái này. Nó là history. What made the two pink talk to each other? Green up at 5. Này hay không? Sao mà có nhiều tập lắm nè. Cuộc chiến rồng hả? Lên. Con có rồi mà. Mẹ thấy nhà mà. Bên này là sách con nít. Đây sách. Cái là hình như That's why it's called Gondor. That's not the Wizard of Oz. Ai sụp vai này mình có hết rồi phải không? Này chưa có nè. Uống hết chưa có đó. Giống này không? Giống mà. Nhưng mà cái này nhà mình cũng đang đọc mà phải không? Nó là cội à. Ai sụp vai này, này mình chưa có luôn nè. Nè, nguyên cái series Ai sụp vai đây nè. Hai đồng, hai. Dạ, cái đó hai đồng. Bỏ hang heo vô đi chứ nó ồn quá. Tao lúc này hết tập bag. Đây. Kỳ rồi con két cũng ôm sùm lên giờ tới giờ con heo rồi đi ra đi ra. Gió chuẩn bị chiều nay mưa tới nè.
giờ làm màu nè, giờ làm màu nè, giờ dở ra, giờ làm màu nè, về tới nhà dục mất tiêu cuốn sách chơi ôm điện thoại. Nhà đã có rồi mà. Này hoa giả hả? Hay hoa thiệt vậy? Ủa anh, cái này hoa giả hoa thiệt gì? Hoa thiệt á hả? Wow. Nãy mới nhìn tưởng hoa giả mà là hoa thiệt nè. Wow. Này khay điện thoại. Có muốn mua không? 20 đồng. Cái lò nướng mua không? Lan này đà rau đủ loại, đủ loại ớt. Ơi. No. Giống như hàng của Costco. Cái lan chocolate kìa. Cái loại tắp vô đồ chơi rồi. Mình bán ice cream. Lạnh đi rồi cũng có người mua ice cream nữa không? Bự quá. Gió quá nên thành ra vắng bớt rồi đó. Xe taco, burrito. Taco. Này là đồ churri.
máy massage nè. Bên này bán nón. Chính động cái xe. Cái tui, mấy cái dụng cụ để động cái. Anything this table $1. Vô coi coi. Pasele. Cũng mua mấy cái đĩa nhạc hồi xưa đó, là trong mấy cái đĩa như nè. Ống dừa. Nó chảy giò mì sao. Ấy dừa. Bán bánh mì nữa kìa. Có bánh mì nữa kìa. Đi con, đi. Enough eating. No. I haven't even eaten anything. Đi thẳng vô con. Dòng ngọc quá trời kìa, chay kìa. Cưng mèo. Cái túi 10 đồng cái. Có cả tủ thờ luôn nè. Bà nội là thích mấy cái này lắm nè. Bây giờ xíu nè nè. Nguyên bộ này bà nội có nè, cái là đó không? Mấy bộ này không? Nếu nhà anh mẹ có cái bộ này phải không?
Hình này là 5 đồng. Món này đồ mới nha. Này đồ mới 5 đồng. Túi quần 5 đồng. Còn ở bên kia là quần jean thì 10 đồng. Tượng đá đó nhiều vậy, 235 đô. Này có mấy cái bình thủy. Kim chỉ, kim bấm. Que que cái gì mà que que. Ui gió quá. Chút nữa chiều nay nó mưa này nên giờ nó gió quá trời gió luôn. Nay nhiều tiệm cũng nghỉ lắm á. Chỗ này bán bông. Ớt. Mấy cây xiên đá. Ở đây có cà phê nè. Bên kia có hot dog, bên này có cà phê. Ly cà phê 4 đồng, cà phê Việt Nam là 5 đồng. Ly trà đá là 4 đồng, soda với nước là 1 đồng, chibi là 10 đồng. Vỏ bên này cũng có cái ly. Nghe nhiều hoa ha. Nghe cái đào. Thank you.
Đây là có cái bia. Này chịu khó kiếm cũng có những món đồ đặc biệt lắm á, đồ trong nhà người ta. Nó tìm được cái gì vậy? Đồ hiệu không á nha, có những cái đồ hiệu không á. Có cái bức tranh ở trong kia kìa, đẹp lắm. Chơi nón mẹ không biết, con cái đó là gì mẹ không biết, cái máy gì vậy? Nó đi ra chưa hả? Dạ ha. Đi thẳng lên luôn ha, xong rồi dầm xuống. Đợi mua đậu phộng nè. Gạch rau củ nè. Áo thun hai động cái nè. Đây là cái hình cái nón, nón Mexico ha. Hình cái người cái ly này 5 đồng cái. Tao cũng đang dọn về nè. Ta đang dọn về kìa.
thì bán giường. Tiệm này là tiệm duy nhất đồ ăn Việt Nam mà mình ở đây nè. Bán phở, bán cơm sườn, bán chả giò, bán bánh mì. Bán cơm gà, bánh mì. Dạo được một vòng chợ rồi giờ đi về. Chịu về chưa em? Như vậy ha. Okay. Sorry, lo siento. Đây là cái gì vậy ta? Asian pear. Chile. Chile mà. Chile. Cái green đó nha. Đẹp không mùi không? Đừng đụng vô, đừng đụng. Đây là hoa tứ đằng nè. Nó rồi mình thấy màu tím, màu hồng này, màu vàng. Đẹp ha. Cái này là cái gì? Magnolia. Thường mình thấy cái màu này không à?